Dạ em xin chào các chị. Dạ chiều hôm nay em giới thiệu đến các chị nhà mình chất liệu lụa Hàng Châu các chị ha. Thì em giới thiệu đến các chị nhà mình thêm những cái mẫu mới, về những cái mẫu mới thì trong đó là những có cái mẫu cũ các chị ha. Thì em vẫn bán với giá là 60.000 một khúc vải dài 2m, khổ 1,5m, chất liệu lụa Hàng Châu. Dạ thì các chị nhà mình lấy từ 4 khúc em bao ship các chị ha. Shop nhà em nhận ship co toàn quốc. Dạ các chị nhà mình hàng đến nơi các chị nhà mình nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán giúp em. Dạ em lần lượt giới thiệu đến các chị nhà mình từng mã số nha, cho các chị nhà mình dễ lựa chọn này. Mã số 1 đây các chị ha, mã số 1. Chất liệu lụa Hàng Châu các chị ha, chất liệu rất là mềm mịn, mình có độ co giãn nhẹ. Thì mình dòng này mình may áo dài, may đầm, may đồ bộ các chị ha, chất liệu mát. Mặc rất là thoải mái luôn các chị ha, các chị nhà mình giặt máy giặt là vô tư luôn. Em bao giặt máy giặt cho các chị nhà mình luôn nha. Mã số 2 các chị nha, mã số 2 hoa nhí. Mẫu số 3. Mẫu số 3 đây các chị, mẫu số 3 hoa nhí rất là đẹp luôn nè. Mẫu số 4. Mẫu số 4. Dạ các chị nhà mình lấy mẫu nào các chị nhà mình liên hệ với em ha, hai số điện thoại em để trên tiêu đề. Dạ mẫu số 5. Mẫu số 5. Mẫu số 6. Mẫu số 6 đây các chị, mẫu số 6. Mẫu số 7. Mẫu số 7. Mẫu số 8. Mẫu số 8. Mẫu số 9. Mẫu số 10. Mẫu số 10. Mẫu số 11. Mẫu số 12. Mẫu số 13. Mẫu số 14. Mẫu số 15. Mẫu số 16. Mẫu số 17. Mẫu số 18. Mẫu số 19. Mẫu số 20. Mẫu số 21. Mẫu số 22. Mẫu số 23. Mẫu số 24. Mẫu số 25. Mẫu số 26. Mẫu số 27. Mẫu số 28. Mã số 29. Mã số 29 đây các chị. Rất là dễ thương, chất liệu vải rất là mềm luôn. Mã số 30. Mã số 31. Mã số 31. Mã số 32. Mã số 33. Mã số 34, để đại đó giùm em nha. Mã số 34. Mã số 35. Mã số 36.
mã số 37. Mã số 37. Mã số 38. Mã số 39. Mã số 40. Mã số 40. Mã số 41. Mã số 42. Mã số 43. Mã số 44. Mã số 45. Mã số 45. Mã số 46. Mã số 47. Mã số 47 rất là đẹp luôn các chị ha. Mã số 48. Mã số 49. Mã số 49. Mã số 50. Hoa nhí rất là dễ thương luôn. Mã số 50. Mã số 51. Mã số 51. Mã số 52. Mã số 53. Mã số 54. Mã số 54. Mã số 55. Mã số 56. Mã số 56. Mã số 57. Mã số 58. Mã số 59. Mã số 59. Mã số 60. Mã số 61. Mã số 62. Mã số 62 nền xanh dương các chị ha. Mã số 63. Mã số 63. Mã số 64. Mã số 65. Mã số 66. Mã số 67. Mã số 68. Mã số 69. Mã số 70. Mã số 70. Mã số 71. Mã số 72. Mã số 72. Mã số 73. Mã số 74. Mã số 75. Mã số 75. Mã số 76. Mã số 77. Mã số 78. Mã số 79. Mã số 79.
Dạ đây mẫu cuối cùng mã số 80 đây các chị ha, nền đen mã số 80 mẫu cuối cùng. Chất liệu lụa Hàng Châu. Dạ thì vừa rồi em giới thiệu đến các chị nhà mình cái chất liệu lụa Hàng Châu ha, 60.000 một khúc vải dài 2m khổ 1m rưỡi. Dạ các chị nhà mình lấy từ 4 khúc em bao ship các chị ha. Dạ em mời các chị nhà mình xem ủng hộ ha. Em cảm ơn các chị nhà mình đã xem video. Hẹn gặp lại các chị nhà mình ở video tiếp theo nha.